Yo, hello các homie nhá. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Thì nay mình sẽ tiếp tục theo con River City Girl nhé. Ok, thì trước khi vào video mình rất muốn cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Và tất cả các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhá. Và cách like và xem tất cả các cộng đồng mạng luôn. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký đi nhá. Vì một đăng ký tuy nó miễn phí mà nhưng mà nó tạo động lực để mình làm thêm nhiều sản phẩm video khác hay hơn và hấp dẫn hơn thế này nữa nhé. Ok, tâm tịch trước là mình đã đánh bại được em nhân vật của Double Dragon, Marianne. Bây giờ hiện tại là theo cốt truyện là Marianne đang bị tụi Yakuza điều khiển, nó yểm cái bùa gì đó, cho nên là mình phải tìm cái cách để hóa giải cái bùa. Ok, đi thôi nào. Cái nhà này, ok, nếu mà mấy bạn thắc mắc cái nhà này á, thì cái map ra ngoài map là mấy bạn sẽ biết là chỗ này. Đó, cái map này là cái quán cà phê, sau quán cà phê đây là cái giống như là một cái shop boy á. Chứ nếu mà để về nhà thì nó xa quá. Bây giờ cũng nhiệm vụ của mình là đi vào rừng đúng không? Vào rừng thì ôi, nó chưa mở rừng ra cho mình hả? Đấy. Đau quá. Đúng luôn, cái phần mới này nè, họ làm ra những cái nhân vật mà hỗ trợ á, sẽ có một số nhân vật thuê được á thì nó xịn hơn. Nhưng mà những nhân vật cũ á, nếu mà nói về nhân vật cũ á thì đó, cái chị mà cầm roi kia á, mình thấy là ngon nhất. Tại sao khi mà gọi chị ấy ra, chị ấy đánh đằng trước, à dạ, chị ấy đánh đằng trước chứ đằng sau luôn. Ok, bây giờ mình biết cách rui rồi. Hỏi gọi chị ấy ra, chị ấy đánh được đằng trước đằng sau, cho nên là dễ phá được dòng dây khi mà mình lỡ mà mình bị tụi này nó bao vây cả hai hướng á. Trời, hồi nó đỡ được kìa. Gỡ chưa? Chưa được gỡ nữa. Ấy, nó đánh hết máu luôn, bực mình quá. Nãy nói dở, nó là cái con game này ấy, bây giờ nó thêm cái cơ chế là Pokemon nữa, Rirui. Rirui thì trong bộ sưu tập của mấy bạn ấy sẽ có. Nhưng mà chỉ là địch thôi nha, còn những người mà thuê thì lại không tính là Pokemon. Thì nhân vật nó cũng chỉ như vậy thôi, nhưng mà nó đổi màu ấy. Thì kiểu là cho Rirui kiểu giống Pokemon á. Tuy là có Pokemon đó rồi, nhưng mà mấy bạn nhận bắt những Pokemon Shiny đúng không? Đó thì nó cũng y chang vậy. Ai da, ok, nếu mà bạn nào mà ấy thắc mắc chỗ này nè, là một cái chỗ để làm nhiệm vụ chụp hình đó, đó bông hoa đó là một cái nha. Bây giờ mình không nhận được nhiệm vụ chụp hình nữa, cho nên là nhìn những hướng dẫn mấy bạn à. Cái này là cửa hàng ấy. Cái đây là cửa hàng vật phẩm. Mình muốn kiếm mấy cái cửa hàng mà mua đồ cơ. Mua, gọi là mua mấy cái stamina. Thì con game này chủ yếu là làm để giới hạn độ tuổi lại á, cho độ tuổi nhỏ nhất cũng có thể chơi được á. Thì nó thay máu bằng stamina. Đi lên đúng không? Đi lên thì mới. Nó thay máu bằng stamina. Kiểu như chơi bị đánh hết stamina rồi, về nhà hồi phục lại. Bắt đầu mình nhìn stamina, mình cứ tưởng là một cái điểm số khác, nhưng mà không, stamina nó là máu á.
mình tính mua nhiều đồ để dự trữ hơn, nhiều đồ dự trữ chủ yếu là đánh mà về sau gặp mấy con boss khó chịu nữa. Ừ đúng rồi nè, cái chỗ này là cái chỗ mà lúc đầu sau khi mà mình đánh xong với lại chị Marian xong. Đây đây đây, cửa hàng này mình thấy có quần áo hả? Đúng rồi, mà ở bên ngoài mình thấy có cái áo của đệ tử nha. Ok, có cái áo của đệ tử kìa. Đây, đây rồi, anh Berserker. Rồi, hồi máu lại rồi là đánh được. Ui, phù thủy mà tại sao lại xài ván trượt như Harry Potter nhỉ? Anh nên cầm đũa phép. Ai, chiêu của phù thủy này ngon quá, nhưng mà có anh Berserker rồi mình thuê anh Berserker vậy. Lâu lâu mấy bạn sẽ thấy mấy cái tin nhắn kiểu là dòng tweet, dòng status trên Facebook gì á. Thì mình tạm thời mình thuê. Nếu mà gặp Noisy thì thuê nó sẽ hay hơn, tại vì Noisy ngon hơn. Khu này chủ yếu là đi tới cái rừng phù thủy thôi. Độc hả? À, đúng rồi, mỗi màu không phải là đa sắc không đâu mà còn có kỹ năng khác nhau ấy. Như anh phù thủy thường thì nãy là mấy bạn thấy không, xài lửa. Còn phù thủy tím tím kia thì nó lại xài độc. Nhưng mà mình có anh Berserker là để gây đam tốt rồi, thêm gỡ kia nữa. Hên xui thì sẽ tìm được Noisy thôi, Noisy hồi máu thì tốt. Nè, chỗ này cũng là cái chỗ chụp hình nè. Đâu rồi? À đây đây, bên chụp hình bên đây. Nè, cái chỗ nó bông hoa đúng không? Cái này là đâu rồi? Đây. Góc này sẽ là cái tấm hình con rồng bay. Nhưng mà con rồng bay ngủ. Ma. Ma. Kyoko sợ ma, thấy thấy cái con ma đó cái hoảng loạn. Nhưng mà khu này có yokai nữa hả? Chủ yếu là game nhí nhố mà, cho nên là có mấy con này cũng là bình thường. Ok, hồi phục luôn đầy máu. À, chỗ này chủ yếu là để hồi phục với lại làm nhiệm vụ chụp hình thôi. Gì vậy? Cái
Cái đu quay cũng gây sát thương rồi. Ghét nhờ. Ok, tới được rừng phù thủy rồi. Nhưng mà khó, rừng phù thủy hơi khó nha. Tại rừng phù thủy có thể lạc á. Ở nguyên cái khu này nó to đùng mà, cho nên là dễ lạc lắm. Chủ yếu là mấy bạn phải nhớ được cái đường đi thì sẽ không bị lạc. Trong rừng phù thủy thì khá là nhiều zombie, rêu, rồi đủ thứ đó. Em Kyoko thì sợ, sợ mấy cái thứ mà kinh dị. そうやってマウント取るやつってうざくない?いや、私も迷子だってば。 Được cái là cái khu rừng á thì cái nhạc background khá là hay. だれかに呪われたんじゃない?は?この間学校でも迷子になってたじゃん。だって学校の廊下ってめっちゃ長くない? Đó. Tới được đây là khu này là an toàn rồi. Nhưng mà mình muốn đi qua bên này chút. Tại đi đâu thì đi, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái nơi mà có cái trạm xe buýt nè. Ừ, để mấy bạn có thể te le qua lại. Đó, mình ra cái khúc đó thì nó mở được cái te le rồi. Ở đây có cây đũa nè. Chỗ này thì zombie nhiều quá. Tại nãy mình có nhận được một cái nhiệm vụ của anh Keleton. Anh kêu tới khu nghĩa địa đi. Mite, bukimi no tsuru ga ittai. Marian no itte ta tori da. Hora, saki iko. Anh Keleton này là lúc trước là làm một cái shop bán hàng cho mình á. Đây đây đây. Thì lại hình như mình cũng phải làm nhiệm vụ của anh Keleton này. Thì mới mở được cái đường để tới cái khu mà chữa trị cho Marian. Đây mình đang kể, đây là mình đang giúp đỡ chị Marian. Marian, các cô có nghe cái tên đó bao giờ chưa? Này, anh đang giấu điều gì hả? Tại mình là khách quý của cửa hàng này, cho nên là anh ấy cũng không thể nào mà từ chối được. À, cũng biết tới Billy Jimmy, hai huyền thoại mà lật đổ Yakuza nổi tiếng trong game Double Dragon. Biết là Maria là đi chung với hai ảnh mà. Nhưng mà có phải anh là người mà đặt lời nguyền, đặt phép thuật thôi miên lên chị ấy không? Ok, nói mình là cái khu mộ kia sẽ có một cái đường xuống một cái khu bán hàng. Bây giờ là mình làm nhiệm vụ bắt ma. Ma, nhưng mà ma gọi là ma ớt. Ghost pepper. Ma hình quả ớt á. Ghost pepper 探せば見つかるはずさ。
Ok làm thôi, bây giờ không có nhận nhiệm vụ này thì cũng không đi tiếp được. Tại phải nhận cái nhiệm vụ này. Nani kono gaikotsu market tte kanji no mise. Sono tori, yōkoso gaikotsu market. Khu này kỳ dị vậy, sao giống như là một cái khu chợ skeleton vậy, khu chợ mà buôn bán bộ xương rồi. Thì cái anh xương kia cũng nói đúng rồi. Đây là khu chợ buôn bán, khu chợ skeleton mà. Khu chợ của người chết. Thôi biết mà tại sao lại phải thuê anh Berserker. Anh đấm lửa kìa. Anh làm cú móc lên như thế. Ý. Thôi kệ, thuê thuê để gọi sao sao ta Pokemon. À, không nói chuyện được với anh này ta. Ồ, ở đây thì cao nhất cũng chỉ có cái kẹo này. Dango. Bỏ, bỏ đúng rồi, bỏ theo mua Dango để bỏ theo trong túi. Shadow Billy. Ý. Billy đó, Billy là một Billy Lee á. Là một trong những nhân vật của Double Dragon mà. Nhưng mà Shadow Billy chắc là một cái phiên bản đen tối khác thôi. Đây là mua cái ấy, phải mua cái này nè, cái này được tới 60 luôn, hồi hồi lại hơi nhiều. Đúng không? Samina đúng không? Thôi đúng rồi. Bỏ vô vỏ. Thật ra là hồi 60%. Ok. Đó là lý do tại sao mà mình mở mấy cái mà chỗ teleport á. Mình sẽ skip qua khúc này nha. Ok, tới cái khu làm nhiệm vụ rồi. Ây. Cái gì vậy? Hình như ở trong đây là cái vùi vật hiếm là mình lấy được rồi. Chỗ đó nó về bức tường, nó có ghi dòng sơn là đừng có mở nó ra. Vì có một cái gì đó nguy hiểm ở bên trong. Ồ. Con ma không ngon nha. Thiệt mà, tại vì những cái nhân vật Rirui thì nó sẽ không ngon bằng những cái nhân vật mà mình thuê đâu. Nhưng mà nhân vật mình thuê á, xài được 4 lần là mất à. Những nhân vật mà Rirui á, thì sau khi mà mình xài 4 lần á, thì mình vẫn có thể về nhà. Về nhà để gọi ra lại. Sao bị nó đánh hoài vậy? Ôi, ăn Dango đi. À đây đây. Ồ, cái này là giống như cái gì ta, Godbuster. Godbuster rồi. Em Kyoko sợ, không muốn đi đâu tại vì đấy. Sợ ma mà. Nhưng mà hai con ớt đi đâu rồi? À đây đây đây, bây giờ nó mới ra nè. Ôi, nó còn bay chứ. Bây giờ phải xử hết cái đám này thì mới bắt được con God kia. Ừ. Hết máu luôn hả? Lẽ vậy. À, ở góc này lận.
Đúng rồi, ném vô bắt được một con. Hay. Nó hay. Xong rồi. Ok. Em kia thì khen dễ thương nhưng mà Kyoko sợ ma mà. Ok, một con rồi, còn một con nữa. Xong. Xong rồi, khu này là xong rồi, hình như là... Để nâng cô mê đặc kê? Cô mê? Dạ, mít tư mê đặc kê? Kyoko sợ ma mà cho nên chẳng thèm nhớ. Có thể là 3 hoặc là 2. Ok, một con. Bây giờ qua bên đây bắt con còn lại đúng không? Nó rơi xuống dưới kia mất tiêu rồi. Ây. Yo, ây. Vậy mà trượt kìa. Xong, vậy là xong 6 con rồi. Vậy là đủ nhiệm vụ của anh Keleton rồi. Bây giờ quay lại kia, chỗ kia là anh sẽ mở ra cái đường cho mình đi gặp phù thủy thôi. Ok. Ý, con zombie kia nó díu theo mình hoài vậy. Phải hết đoạn điện thoại này mới cho đi. Cái khúc này cái thanh máu của mình cũng mất tiêu luôn chứ. HUD mô bug ってる si. Cứ chạy thôi. Sore metai kara dame datte. À, yaba. Thanh máu của mình bị nhiễu rồi kìa, chắc là do phù thủy làm. Mà khúc đó chỉ có sương mù không à. Marian ga ki o shinatta basho tte koko? Atashi tachi made osowareta li shinai kana? Mo osoi desho. Ôi, phải bắt đánh nhau à. Ok, xong rồi. Ôi, em phù thủy rồi. Flare. Nani, anta ra. Không, mình phát âm chữ flare này đúng không ta? Hay là... Flare. Thôi nhưng mà cứ gọi em phù thủy đi. Tại vì ở trong đây thì ít người biết về phép thuật lắm. Em hỏi là không thấy biển báo là không được vào đây à. Nhưng mà biển báo là gì? Biển ma đó. Rồi zombie đó. Ghost đó. Đó là biển báo đó. Tại phong cách game nó nhí nhố mà. Cho nên là nhân vật sẽ nói chuyện đối thoại cũng nhí nhổ theo. Mà có phải là cô là cái người mà đã yểm bùa lên chị Marianne không? Tại yểm bùa rất là nhiều người cho nên không biết được. Tóc dài, áo khoác đồ. Diễn tả lại thôi. À, đúng rồi, đó là ta làm đó. Là mình nhớ tới là cái bạn trước cũng có một nhân vật xài phép thuật. Đó là phép thuật có thiệt nha, tồn tại thật trong cái thế giới này. Nhưng mà một số nhân vật, chỉ có một số nhân vật mới sử dụng được thôi. Bực mình. Bởi vì là mình đã đánh cho chị Marianne tỉnh lại. Cho nên là em phù thủy này bực mình. Em nói là các người có biết là cái phép thuật đó đắt tiền lắm không? Nguyên liệu hiếm ấy.
人の仕事に口出ししないで。私はあんたらと違ってプロなの。私たちだってプロだし、悪い奴らを殴ったり蹴ったりの。とっくみ合うこともあるね。生意気だな。で、あの女の魔法は。Bây giờ chị lại đòi tiền, chị là cái người mà cắt phép mình chị Marianne không? Bây giờ tụi em phá được cái cắt phép rồi, chị bắt đầu chị đòi tiền tụi em. とっくみ合いとかしたり。さっき言ったじゃん。Nhưng mà tụi em chỉ có biết đánh, đấm và một số đòn vật lộn thôi. Cho nên là nếu mà chị muốn trả việc đó thì ok. Tức rồi, không lấy được tiền tức, cho nên là muốn hủy việc tụi mình. Đánh boss thôi. Ok, đánh boss thôi. Cái nhạc nền này mình lại không thích bằng cái nhạc nền background mà ở trong khu rừng ha. À da, đâu? Thế? Vậy? Ta rót rồi. Magicka. Ok, lần này là chết mình với lại ba gậy hả? Chắc là ba đòn đánh. Ui, hiểu rồi, hiểu rồi. Ba gậy không ý, ba gậy nó không có gì hết, chỉ là ba thôi, ba đòn đánh thôi. Ui, the world ác vậy. Chết mình là nó bắn ra cái quả cầu đuổi mình, the world là nó rải, rải thảm. Lớp vờ nè, hai lần. Mà kỹ năng của lớp vờ là gì? Ồ, cứ thả bậy ra một cái thằng gì đó thôi rồi xong hết. Gì đây? Lại Magicka. Lần này tới 4 lần hả? Khó chịu vậy. Magicka thì là gọi ra một cái phép thuật thả chuyện trên đầu mình thả xuống thôi. Ê, hình như mình còn bị hiệu ứng độc nữa kìa. Chết mình nữa. Chết mình lần này lại 5 luôn rồi. Ok. Khi mà né, né em này ra thì giờ né ra có khả năng là bị dính quả cầu nữa. Khó chịu. À, chết mình là khiến cho mình bị đóng băng. Ây da, con mèo làm vũ khí à. Cái giáp khó chịu nha. Xong, còn một vạch máu nữa. Rồi này. Dead luôn hả? 5 lực. À, dead là gọi đám zombie ra thôi. Ơ, zombie, không, zombie mình cảm giác zombie không có mạnh lắm đâu, yếu. Dạ. Con mèo khá sợ ha, khá sợ em trong hình dạng này. Ây.
khó chịu nha. Lớp vờ rồi. Lớp vờ thì thả mấy cái cổng te le, thả địch. À, phải chữ thả cái anh người yêu của mình xuống à. Một cái bản lon thôi, không phải là bản thiệt. Thấy gì? Ấy, cái đợt này là em bắt đầu là khi mà em hiện ra cái là em đánh đòn đầu tiên rồi. Khó vậy, vừa chết mình vừa Machika là sao? Em này thì cảm giác không có mạnh tại phù thủy mà, làm sao đánh cận chiến mạnh được. Nhưng mà mấy cái chiêu nó gây ra cái hiệu ứng khó chịu ấy. Thả nhiều chiêu quá. The World nữa kìa. The World nhưng mà 3 thôi. The World mà thả nhiều sao chịu nổi. Thắng. Chứ sao đi, con mèo nữa hả? Được rồi, các người đã đánh bại ta. Cái đóng phép thuật của người hả, làm tụi ta nhớ tới một phù thủy khác. Ta sẽ dạy cho người nếu như mà người có tiền. Nhưng mà nó rất là tốn nhiều tiền ấy. Nhưng mà tụi em thì khá là nghèo rồi. Thế thì cứ để ta một mình đi. Bởi vì ta cũng đã làm phí thời gian của hai đứa rồi. Thế chị có thể cho tụi em biết là tại sao chị lại điều khiển chị Marian không? Kiểu là chỉ làm theo lệnh thôi. Nhưng mà ai cơ? Ok, ta biết rồi. Câu chuyện bắt đầu từ vài năm trước. Ta được sinh ra vào gia đình là bố là người ảo thuật gia, còn mẹ là một thầy bói. Kể từ đầu luôn. Thực ra là hai người họ yêu nhau thôi, nhưng mà nói là cáp một cái phép thuật đặc biệt. Sau 9 mùa trăng thì bắt đầu là có sinh ra được. Và tới 4 tuổi thì bắt đầu là có sức mạnh đặc biệt, có khả năng là điều khiển cả tâm trí người khác nữa. Giờ một ngày thì ông bố ổng làm một cái phép nhưng mà đi quá xa với lại giới hạn ấy, cho nên là hai người bị hút đi. Thế là bỏ em phù thủy này một mình. Hồi tưởng với hồi tưởng lại. Ê, kẻ xấu đánh xong, kẻ xấu còn được quyền hồi tưởng à. Phải là nhân vật chính hồi tưởng mới mạnh lên chứ. Kẻ xấu hình như hồi tưởng là quay xe sao á.
Sau đó lớn dần lên, sống một mình lớn dần lên, rồi vài năm có một thằng nhóc Dakuda tới. Hắn nói với ta là có một cái thỏa thuận rất là ngon, cho là hắn chỉ cần đưa người tới và ta sử dụng cái thuật thôi miên lên là được. Đây là cái cách mà Yakuza, đám băng Yakuza này thống trị. Tại vì nó có phép thuật mà. Nó vừa tẩy não, nó vừa ép cung nữa. Để vậy còn có thể chiêu mộ những cái hạt viên mạnh rồi. Ok, vậy là mình đánh bại chị phù thủy này là lực lượng của Yakuza giảm đi một phần rồi đó. でもあのヤクザたち他の客に散々迷惑かけてるし、そろそろ取引解消しようかと思ってたところ。絶対それがいいって。これからは私たちに協力してよ。何がしたいわけ?町に。Ok, chị ấy cũng phàn nàn. Đó là do Yakuza tới đây cho nên là chị không còn gặp khách hàng nào nữa. Thì mình trả lời là ok, tụi em sẽ hỗ trợ giúp chị thôi. Tụi em cũng đang định lật đổ cái băng Yakuza đó. Vậy là sau khi mình hạ được chị này là mình có thể mua đồ ở trong shop của chị này. Chị này chỉ là chủ shop thôi chứ không phải là Rijui hay gì cả. Ok, tiết lộ con chùm tiếp sau, con chùm tiếp theo là một cô gái quản lý, gọi là quản lý cả social luôn á. Nghĩa là mảng, về cái mảng mà xã hội, hình ảnh đồ này nọ. Lại đánh một cái quản, gọi là quản lý đám Yakuza. Quản lý giống như là quản lý nhóm nhạc idol đó. Đã biết là mục tiêu tiếp theo mình cần hướng tới rồi. Ok, thì chắc là video này mình cũng dừng lại tại đây nhé. Nếu mà bạn nào thấy hay, nhớ để lại một like và share. Bạn nào chưa đăng ký, nhớ bấm vào đăng ký nhé. Vì một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu. Đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.